Không khéo dăm 3 ngày nữa mà cái mớ cùi sầu riêng nhà em không hết là thế nào em cũng có được thêm cái biệt hiệu là bà cùi sầu riêng mấy chị ơi. Nhiều anh nhiều chị cũng nhắn tin kêu em là lấy cái muối sầu riêng nấu lẩu đồ đi cưng. Chị thấy người ta sáng tạo gì đó mày ơi. Trời ơi mấy bà ơi, đối với em thì cái muối sầu riêng chỉ có ăn tư là ngon nhất thôi. Nấu mấy kia mà lỡ ăn không được cá ăn em tiếc đứt rồi. Rút kinh nghiệm mấy đợt trước mua mấy cái trái bự bự mà ruột rà không có bao nhiêu. Đợt này em mua 2 cái trái giòn giòn thôi mấy chị, nhưng mà không ngờ nha. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ mà nội dung bên trong là hơi bị đỉnh của chó bà nghe mấy chị. Rồi tiếp tục lại là chiên mục lấy cùi sầu riêng nữa chứ làm gì. Thiệt chứ mấy bà bán sầu riêng mà thấy cảnh này chắc mấy bà khóc thét. Mấy bà đừng có vội quán trách em. Trời đất ơi, em đang gợi mở cho mấy bà một cái phương thức kinh doanh mới. Mình bán muối đi, rồi cái phần mà ruột này nè mấy bà đem chiên lên mấy bà bán như chăn khoai vậy đó, không chừng là hút hàng nha. Tại vì cái món này nó cũng khá lạ lắm với bàn dân thiên hạ. Bữa nay là em sẽ đột phá 2 món từ cái cùi sầu riêng nha. Bài bản là phải nấu với gà với vịt mà thấy báo tụi nó quá nên thôi bây giờ em chuyển qua em nấu với sườn heo nha. Bao đỡ mấy heo đi. Tao nói mua 2 cái trái sầu riêng mà toàn hạt lép không à. Đâu đó được có 2-3 muối là có cái hộp tròn tròn như vậy thôi. Mấy chị thích ăn cái hộp sầu riêng này không? Chứ em thì em khoái tại nó trơn trơn nhất nhất dễ nuốt. Nên thôi sẵn có 2-3 hộp à, em gọt ra một hồi em nấu luôn. Còn cái cùi sầu riêng là em lấy một nửa nha. Xách đem đi hấp xong rồi em sẽ xay cho nhuyễn như vậy. Rồi mấy bà cho vô đây mớ mụn dừa. Ủa, bảy mớ sắt dừa mấy chị nha. Xong cái mấy bà xài vô đây cho em miếng bột mì, thêm đường với thêm muối vô cho cái bánh của mình nó có vị đó. Mà nhớ là cái lượng đường vừa vừa thôi để nó mau khét. Nước cốt dừa mấy chị cho vô một miếng luôn. Rồi bây giờ mấy chị trộn đều nó lên cho em. Xong chưa? Phóng qua bên kia lấy cho em cái chảo chống dính. Em không có chảo chống dính nên em dùng chảo đá nha. Để em thị phạm vài cái cho mấy bà coi nè. Với cái dạng này thì mình chỉ cần bỏ lên chảo rồi mình cán dẹp dẹp như vậy thôi. Nhớ là thoa miếng dầu mấy chị nha, rồi đậy nắp lại cái mình lật. Mà nướng như vậy á thì cái bánh của mình nó không có được giòn đâu, nó kiểu dặn mềm mềm á nha. Còn cái cách thứ hai á thì mấy chị nướng bằng nồi chiên không dầu cho em. Kiếm cái lá chuối chét miếng dầu lên rồi mình sẽ tán cho nó mỏng ra, đẩy vô cái nồi chiên không dầu cho tụi nó tự làm việc với nhau. Phóng qua bên kia bắt cái bếp lên cái nồi cho em. Rồi mình sẽ phi thơm một xíu hành tỏi, cho thịt vô mình cháy cho cái phần thịt này nó săn lại mấy chị nghe. Có nhờ người ta dắt nước cốt quá thì nhớ dặn người ta dắt cho 2 bịch, 1 bịch cốt, 1 bịch giảo nha. Rồi cho cái bịch giảo vô trước, xong cái mình thả mấy cái nguyên liệu nào cứng cứng giống như hộp sầu riêng, cà rốt, ủa không, chút hết đại nguyên dĩa đi cũng không có bao nhiêu nguyên liệu đâu. Rồi bây giờ em sẽ đậy nắp lại và em nấu cho nó sôi, cho cái phần này nó chín. Nó chín rồi thì mình sẽ nêm nếm mấy cái gia vị quốc dân, muối tiêu, đường, bột ngọt đồ đó, nhà bà nào không có phải không. Cuối cùng á thì mình sẽ cho cái chén nước cốt dừa của mình vô. Cái món này tựa giống như môn nấu thịt vậy đó, mà bây giờ mình đổi qua mình làm cùi sầu riêng nấu thịt. Mấy cái bánh mà em nướng bằng chảo á thì nó chín rồi nè, có hơi khét chút đỉnh nhưng mà vẫn còn ăn được, hên cá chưa ăn. Còn mấy cái bánh mà nướng bằng nồi chiên không dầu là nó hơi bị ngon à ngang. Rồi thôi sẵn bữa, mời mấy chị ăn với em luôn nha. Nói nghe nè, trước khi mà mình nhập tiệc có thể nào cho em 3 giây quảng cáo cái mắm còng bên em không, chứ để bà hai hôm nay bà thất nghiệp quá, bà tru tréo em quá trời. Cái mắm còng này là đặc sản quê em, cái vị nó ăn là mặn mặn béo béo mà cái chất nó mịn lắm, nó không có giống mắm ruốc hay là mắm tôm đâu, mà phải là cái loại nguyên chất không pha mấy chị nghe, chứ mà pha bột vô rồi ăn chán lắm. Tại biết sao bây giờ người ta pha bột nhiều không, vô cái con còng chỗ em bây giờ nó hiếm mà khó bắt vô lắm. Cái còng tươi mấy chị mua là 80-90, 100 cành 1 ký đó. Bởi vậy cái mắm còng nguyên chất thì giá nó cũng sẽ hơi cao, mà ăn đi rồi biết. Ghiền nghe, ai cần thì liên hệ em. Bây giờ em sẽ thử cái bánh trước đi. Cái này thì em nướng bằng nồi chiên không dầu cho nên là nó sẽ cứng hơn và nó không có nhiều dầu nha. Hơi cứng chút. Cái này nướng hơi mềm nè. Thơm quá à. Ngon nha mọi người. Cái bánh này ngon, cái bánh này để dành ăn giặt đó. Nướng bằng chảo thì nó không có được cứng bằng mấy chị nha. Cũng ngon nhưng mà hơi nhiều dầu mỡ. Em thử cái này nha. Thấy cũng hấp dẫn quá nè. Thử miếng cùi sầu riêng đi. Nó rất là bùi luôn. Nhưng mà có hơi có sơ chút đỉnh. Nó có sơ mọi người nghe, nhưng mà nó rất là bùi luôn. Trời ơi, ngon quá. Nó bùi mà nó dẻo á. Ngon quá. Nhưng mà phải có bánh mì, sáng em vô mua bánh mì rồi. Tiếc. Hơi tiếc. Mua bà đừng bỏ ra nhà uổng lắm á. Ngon quá. Bùi bùi dẻo dẻo. Cũng như khoai á. Nhưng mà có cá thì nó có sơ thôi. Ngon mấy chị nha. Hay ngon gầu. Thơm lắm mấy bà ơi.
Hồi đó giờ ăn là bị sai rồi đó, bỏ cái cùi là hơi bị bậy rồi đó. Đúng rồi.